Hôm nay nói lại cái bài phần số hóa nhé. Đầu tiên thì thứ nhất là các em mở cái mục riêng. Thế thì muốn số hóa thì em phải có một cái ảnh nữa rồi. Nó ảnh là phần Adobe. Nó ở đâu nhỉ? Hôm qua máy này đâu nhỉ? Số hóa. Số hóa. Thu nhỉ? Em để đây kìa. Đây đây. Đây, rồi thì có cái file 8D10RLE nhé. Đuôi của nó đuôi RLE. Copy. Copy vào cái học nó. Xong rồi. Đây. Thế. Được chưa? Thế thì trước khi số hóa thì các em phải xem cái bản đồ cần số hóa là tỷ lệ bao nhiêu. Thì biết chắc chắn cái tờ bản đồ này mình cần 500. Đó, bây giờ mình tạo khung lưới cho bản đồ 500. Đầu tiên ta khởi động tạo cái bảng thuộc tính nó rồi đúng không nhỉ? Mấy cái cơ sở để hình. Vâng, mình cho vector. Mở start, tạo vào đâu mở start. Khi mà em mở cái này ra thì mình vào học vừa tạo đấy không? Giờ tôi nói chi tiết nào mở cái file mới new giờ tôi đặt luôn là trong cái nhóm này cơ sở là một nhóm thông tin đó bây giờ là em ok làm mình làm cái nhóm cơ sở trước ở đây là sẽ hỏi bảng tính bảng tiền năm trăm cái này em làm đàn đôi gì okay. Như vậy bản vẽ này nó sẽ chứa cái bảng tính địa hình 500 nó nằm ở đây em sẽ chi đó. Mà các em bấm lên đây thực vật địa hình cơ sở tức là có cơ sở nào làm nó thiếu em muốn thiếu bổ sung vào bấm đây cơ sở đó đây là mặt cây hả anh chạy đi đường cây bình thường thành cánh bình thường chưa được chưa kích vậy cơ xong này thì ấy ship cách cơ ship vào chơi sau đó mình đặt thuộc tính trong cái nhóm thì nhóm một đó là chưa vào giờ mình vào đặt trong lớp nó ví dụ cơ sở nó khung bản đồ này trên cùng dưới à đây là mã một đó tên lên khung xác nhận nó là thuộc ở lan đó màu level kiểu nét gắn liền để chạy về độ rộng không thì bình thường thôi theo phần trọng theo phần nào mà phần lớn lớn thì mình ít chạm với nó không riêng đó mà mình để màu gì đấy làm gì cho nó đẹp nhưng mà sau này khi ta phải để màu đen đó ok chấp nhận ok
nhớ là sau đó là gì? Là phải thoát khỏi. Nếu không thoát khỏi thì em vẽ ra. Thế bây giờ đầu tiên là ta phải tạo các cái cell của một khung. Em vào đây chọn cơ sở một khung. Okay. Sau đó vẽ. Tất nhiên là vẽ bên này đặt. À, nhưng mà trước khi vẽ em chuyển sang vị trí kia. Đây em dấu hai ly à thì 500 không còn một ly là không là 5 là 2.5 ly 5 ly mà 5 là 2.5 ly quay không 500 chỉ 1.000 là 5 ly. Đây cái đây hai cái dễ đấy là mình đây giờ mình là 2.5 nãy mình chưa enter đó. Thế thì bây giờ nếu mà không thì mình dùng lệnh quay. Mở cái ảnh làm thầy vừa cóp vào cái mục mình vừa
tôi đó, không phải trên một ngày mà trên một tháng. Đều có hai cái. Lấy hai cái đúng không? Đây, đây là cái file ảnh gốc. Nhớ là đến đây thì các em phải chọn cái tăng rất tăng đặt theo nhật list tìm ra cái địa chỉ rồi đặt chữ nhật rồi open thì nó hỏi là chỉ ra góc đầu tiên của chữ nhật tích cực trái lên nó hỏi là chỉ ra góc tiếp theo của chữ nhật tích cực trái lên bây giờ bắt đầu nắn này, nắn vào Adobe nắn thì được đầu tiên em nắn sẽ bộ kích vào trái vào cái điểm ảnh to độ điểm ảnh to độ này đúng không điểm phải điểm thứ hai ở đây điểm đương nó ở đây điểm ba ở đây điểm đương nó ở đây chưa bắt được phải ở đây nó hỏi là transformation mode bi tọa độ hệ thống vẫn học trên dạng mong information trang trạng thế có bằng này phương pháp 2m project một mấy cái một thế thì ở đây thì em để giao in nhé làm sơn ở đây nó bảo là minimum quanh 3 điểm nhỏ vừa đủ cần là 3 điểm và số điểm hiện tại là 3 vậy vừa đủ sai số ở đây không có vừa đủ nếu điểm là sai thì em bấm đây bấm vào chữ delete là xóa còn không còn đánh quá nắm nhận vậy ảnh đã được nắm rồi thì bấm tải xuyên lúc đầu mình cố gắng ấn đúng rồi thì lúc sau đỡ phải nắm kiểu gì cũng phải nắm bây giờ bắt đầu nắm bấm tất nhiên thì phóng đại to lên lại cái không cần trái đây cái cần trái đây hai tay chuột tại vì sao đây hai tay chuột vì là để ta bắt dính vào cái điểm giao thôi không nhé được chưa thu nhỏ xuống điểm thứ hai bắt hai cái chuột chẳng qua để bắt điểm thứ ba giờ ở đây đó từ ba điểm là vừa đủ nhưng giờ mình phải thừa thì nó mới được thế thì mình tiếp tục có thể là vàng như thế thôi để làm nhanh làm nữa có nhỉ 4 điểm là vừa rồi tập nắm bình thường nếu mà cẩn thận nắm tất cả bố khúc nát được phải đây là 3 điểm tối thiểu hiện tại 4 điểm vừa em có sai số xuất hiện đây 0.4 chỉ nhau tọa độ điểm tọa độ các điểm ảnh đây gần đạt